Chào bạn, mình là Vĩnh từ Vĩnh IT. Hôm nay mình sẽ nhận các bạn tạo một cái tab có chứa nhiều danh mục sản phẩm. Mỗi khi nhấp vào một tab thì sẽ show ra các sản phẩm ở cái trong danh mục đó. Bạn có thể sử dụng bài viết hoặc là dự án bất động sản tương tự như thế này cũng được. Ví dụ ở đây là mình nhấp vào căn hộ thì nó sẽ show ra những cái dự án căn hộ ở trong website. Đất nền thì sẽ là chỉ là đất nền thôi. Rồi thì để làm theo video này thì các bạn cần có plugin tên là ZTAP và ZEngine. Đây là cái video trong cái chuyện cái danh sách các video hướng dẫn sử dụng ZEngine của mình. Vì thế nên các bạn cần có ZEngine, ZTAP và các bạn cần xem qua video hướng dẫn sử dụng LinkedIn của mình, cái bài 6 ở đây. Thì các bạn cần coi cái video đấy thì các bạn mới biết các thao tác ở trong các thao tác mình sử dụng trong video này. Rồi mình sẽ bắt đầu luôn vào việc. Ở đây mình có một cái web là web địa điểm báo đọc thì ở đây nó cũng phân ra khá là nhiều nhóm, ví dụ anh gì đi đâu uống gì kiểu như vậy. Thì mình sẽ tạo một cái section có chứa mấy cái tab này thôi. Mình sẽ tạo mới một cái trang này. Mình sẽ lấy tên trang là gì đó không quan trọng. Layout mình sẽ chọn là full width. Nhân viên ở đây mình cũng chọn là full width. Một số bạn sử dụng Classic Editor thì thao tác nó sẽ dễ hiểu hơn. Mình ấn sửa bên lần tờ luôn đi. Thì để lọc theo nhóm ở đây gọi là taxonomy. Bạn nào không rành taxonomy thì các bạn có thể coi lại cái video thứ ba trong phần viết engine của mình. Cơ bản nói đơn giản cho dễ hiểu thì taxonomy là cái thứ mình tạo để phân nhóm các sản phẩm hoặc là bài viết cho người dùng dễ dàng, để mình dễ điều hướng người dùng. Ví dụ như mình có thể phân ra nhóm các quán cà phê thì mình sẽ chia nhóm quán cà phê chẳng hạn. Ở đây mình có một số taxonomy thì mình thường sử dụng đó là nhóm. Nhóm ở đây là có ăn gì, chơi gì, đi đâu, nổi bật kiểu vậy. Mình sẽ tạo một con heo như mình vừa cọt 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 cọt. Một con bull pháp đang có vấn đề về mũi. Dạo này mình khá là lười làm video tại vì không tập trung được. Đó, mình sẽ dùng LinkedIn. Nói lại thì các bạn chưa rành không rõ LinkedIn là gì thì có thể xem qua video thứ 6 trong ZEngine của mình. Cái danh sách video này mình có để ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể xem qua. Mình sẽ chọn một cái địa điểm, mình sẽ chọn nó là bốn cột nhìn cho dễ nhìn. Tùy theo số lượng cái hộp sản phẩm bạn muốn hiển thị trên trang chủ thì các bạn có thể điền phone number đây. Các bạn nào sử dụng chưa rành LinkedIn lại thì lại xem lại video này nhé. Rồi cái quan trọng ở đây là các bạn lọc theo nhóm. Mình sẽ sử dụng Post Query ở đây. Thật ra thì cái sử dụng Post Query này mình cũng đã làm một cái video, video số 8. Các bạn có thể coi nếu mà không rành cái thao tác này. Ở đây mình sẽ sử dụng Tag Query, tag trong Taxonomy. Ở đây mình sẽ chọn đó là nhóm. Ở đây mình Term ID thì mình sẽ qua đây. Đầu tiên mình sẽ chọn là anh gì thì mình sẽ coi cái ID của cái anh gì là gì. Thì các bạn nhìn xuống dưới cái phần
ID thì các bạn có thể thấy được ID của cái anh gì ở đây, đó là 25 đây, thì mình sẽ điền số 25 vào thì nó sẽ lọc ra những cái port ở trong cái nhóm anh gì. Rồi cơ bản là mình đã tạo ra một cái section anh gì, thì mình sẽ lưu cái section này là vì cái section này ở trong ấy nên mình sẽ không có packing, mình sẽ lưu cái section này là lưu dưới dạng mẫu ở đây, mình sẽ là anh gì. Rồi, cái mặt đó tiếp theo mình sẽ chọn cho nó là lọc theo chơi gì, đi đâu đi, thì mình sẽ xem cái ID của cái đi đâu nữa là 28, mình sẽ điền số 28 vào đây. Rồi mình sẽ lưu cái session này dưới dạng mẫu tiếp, sẽ phải đi đâu. Tiếp theo mình sẽ chọn cái gì đó cho uống gì đi. ID của uống gì là 26. Rồi, mình sẽ lưu luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ xóa mấy cái này đi. Mình sẽ tạo một cái session mới, Compacting đồng hoàng. Rồi, mình sẽ sử dụng viết tab để lôi mấy cái tab đi ra. Cái này bạn không cần thiết phải chịu viết tab, có khá là nhiều plugin miễn phí cho bạn, cho phép bạn sử dụng mấy cái tab advanced, advanced tab để ở trong mỗi tab sẽ là một template của Elementor. Thì đây là cái khung làm việc của viết tab. Tab đầu tiên thì mình sẽ chọn là anh gì đi. Ở phần content type này thì các bạn có thể chọn là template hoặc là editor. Editor thì các bạn tự gõ vào nội dung gì đó, nó chỉ gõ gọn trong ảnh với chữ. Ở đây mình sẽ dùng template tại vì mình đã vừa tạo ra ba cái template rồi. Mình sẽ chọn nó sẽ show ra những cái bài viết trong chuyên mục anh gì mà mình đã tạo ở cái template hôm nãy. Tiếp theo mình sẽ chọn gì, chọn tiếp theo là đi đâu. Thì mình đã làm xong cái tab như vậy, mình sẽ style nó lại một tí. Mình cái này mình sẽ không cần sử dụng icon cho nó nhanh. Các bạn nào sử dụng icon thì có thể sử dụng cho nó đẹp hơn. Thì quy mô video này mình cũng muốn làm cho nhanh này cho xong. Mình sẽ center cái này. Kiểu nền mình sẽ cho nó một cái nền border radius. Là cái tab control tức là mấy cái mục anh gì này ở đây. Thì cái style bình thường thì mình muốn nó như vậy. Test thì mình sẽ cho nó là trắng. Icon không quan trọng. Hover ở đây thì mình muốn nó
cái màu của nó xanh hơn, xanh đậm hơn. Đây, như vậy. Mình vẫn muốn để quadrilateral test, mình sẽ cho nó là màu vàng đi. Rồi. Acti ở đây thì mình sẽ cho nó là màu xanh đậm. Để thêm tắc kè kêu. Nhà mình giờ này có nhiều âm thanh tạp lắm nên mình rất là lười làm video. Rồi, cơ bản là xong. Nào, khá là đơn giản ha. Thật ra thì có nhiều cách để tạo ra mấy cái tab như thế này. Quy mô làm, tại vì đang hướng dẫn Jet Engine. Jet Engine thì các bạn mua Jet Engine thì các bạn sẽ thường mua trọn bộ Google Block, nó sẽ có luôn cả Jet Tab. Thế nên mình hướng dẫn luôn Jet Tab ở đây. Jet Tab là công cụ mình nghĩ là khá là mạnh và nó chỉ chuyên cho tab thôi. Nên các bạn cứ cài thêm mà xài nó cũng không quá nặng, không quá nặng web đâu. Rồi, để xem thêm các video về Jet Engine nữa thì các bạn nhớ check qua cái phần mô tả của video ở dưới. Các bạn nào muốn đặt yêu cầu làm video cho mình thì các bạn vui lòng lên group Elementor Việt Nam để đặt yêu cầu làm video nhé. Mình các câu hỏi nào được nhiều nhiều người hỏi thì mình sẽ làm video sớm thôi. Thật ra mình như mình nói là dạo này nhà mình có nhiều tiếng động lạ nên mình cũng khá là lười để làm video. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng làm. Rồi, video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn.